bưng dẻ lào ca bì dư luôn nà mọc hai miếng đa dẹ mùi ông miên rực đồng nách lăng bù kế nà bà ông miên bột trây mùi đà miên rục sát nâng miên sợ khổ ôm bà ông ai chmu tha miên sợ khổ ôm lúc đó bà nên thông pinh với miên mô nô mà nè lăng bù kế ban cho từ lộp luôn sài ha chỉ mùi bà nên đã khoai khlạc về đá đứng nè tàng phi và nôn khmer rực cho bà mùi krai mọc sẽ đã dễ đăng rừng rào ní cọp ao chào lao kên bồn dễ tử tam rôk bột trầy lúc đó bà đọc mùi sẽ đã dễ xong say thả và hai bột trầy luôn nơi chuyển nục tớ bằng chi ai bò rì và mùi krom dương là bát hôm bột trầy nụ chàng muộn hai mùi krom tiết đọ bây bạc xa cổ vên chào nâng chích cổ cai rộp niềng tụ bây bụi dẹ prăng chích giang nạc đấy có nơi tài rộp cũng khơn tớp sạch krom dẹ trò lọp tới huynh à sạch đài đòi bụi dẹ cổ cai rộp niềng sợ cổ ốp tớp tì nụ khai chỉ sạch mùi nơi khăn nông đồng bân là bàn xịa sạch lông phát khai đoàn tình ảnh thị rì đại kỳ hai thà sẵn dễ lòng rồi hốt đo sập ngày bằng dễ lòng chỉ sẵn môi miên tất thà chuyên sẵn ní miên trùm rơi chất sập mệt sẵn dễ lòng miên riêng rộng vùng mũ mà nia rồi đời bằng nơi ta một sẵn miên đam mạng prê mạng bằng sài mạng sẽ muốn đốt phía bình nơi chung bình sẵn miên lời đo vị chất đại ách bác bò rực dôn bàn giáng sửa nâng bè rít đầm nạ. Hồ chân yết than tối xâm rạp tổ tù phí nhiều. Nơi khu nông sẵn ra miên mạch chạy chiết tối thông cực rộp hết hệt hào hai tèng vông tèng vông. Nẹ đầm nạ nạ đại bàn tới đó khai đo tận nạ kỳ lý kê phụng đáp lịch tử đồng hai ạ rứ tù sẵn á sẵn ra dẹ lòng lời rùa còn lại nốt chia rung nây thà nguôi lọ nơi khăn phung phía ấy sàn.